Một lần biết trước cách xa, chân trời kia tím trong ly biệt. Đưa người đi sớm mai bình yên, đem mây thả lên trời. Một mình anh ôm giấc mơ, mơ tình yêu quay về. Một lần thôi để gió đưa tình về. Các bạn cần đệm hát và thu âm tại nhà mà không muốn rườm rà thì loa Boss ACS Pro là lựa chọn tối ưu cho bạn, tại vì nó tích hợp sẵn sao cạc trong đây. Bản thân loa này là một sao cạc luôn, chúng ta chỉ cần cắm dây USB kết nối với máy tính là chúng ta có vừa sao cạc vừa loa vi tính. Cái loa này có thể thu được cùng lúc hai line, line micro và line guitar. Ở line micro nó có các hiệu ứng cho hát, đó là hiệu ứng delay, hiệu ứng reverse cho giọng các bạn bay bổng hơn. Rồi chống hú, khi micro hú thì chúng ta vặn nút anti feedback này lên đến chỗ nào mà cái tần số hú của nó đúng thì nó sẽ ngắt cái tần số hú ngay chỗ đó. Rồi bass drum middle equalizer volume, pad là để tăng và giảm âm lượng của nó xuống 10 decibel. Và gạt nút phantom qua bên phải để sử dụng cho các loại micro condenser, micro thu âm như NT1, NT2 của Rode chẳng hạn. Ở kênh của guitar chúng ta có hiệu ứng chorus. Đây là không có chorus. Là có chorus loại 1. Đây là chorus loại 2. Nó cũng có reverb riêng cho guitar để cho cái không gian nó ướt át hơn. Nó còn có anti feedback, cũng giống như micro, khi guitar nó bị hú thì các bạn dặn nó lên đến chỗ nào nó hết hú thì ngưng, cái để yên đó. Ở kênh của micro nó còn có hiệu ứng harmony, tức là tạo ra giọng bè. Nó có kiểu bè quãng cao, bè unison tức là bè cùng quãng với bạn, và bè low là bè thấp hơn. Khi tôi gắn pedal FS5U vào để điều khiển cái hiệu ứng nó bằng chân á, tay nó bận rồi, điều khiển bằng chân, đạp cái thì nó sẽ bật hiệu ứng nó lên, kết hợp với delay và reverse, chúng ta sẽ có hiệu ứng như sau. Don't you cry tonight, there's a heaven above you baby, and don't you cry tonight. Đây là âm lượng của giọng bè, khi chúng ta đẩy lên thì giọng bè sẽ lớn hơn. Chúng ta có thêm looper để thu được cả hai kênh luôn. Đây là ví dụ. Có thể lấy đó để đánh backing track solo trên đó. Ví dụ như nếu các bạn có vướng mắc về vấn đề kỹ thuật, vui lòng inbox vào fanpage Facebook Boss Việt Thường, chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Các bạn có thể đến các showroom của Việt Thường Music để test thử loa Boss ACS Pro này. Và nhớ subscribe channel YouTube của mình. Cảm ơn các bạn.